Hello, welcome back to my channel. Start to get a go. It's a singer. Okay. So vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Okay, listen. Okay.
Ok, tiếp tục nào. Hello, live bow. ACT1. Đây thì các bạn sẽ phải đi theo quả bóng này. Sau đó thì các bạn biết được nguyên nhân của tựa game này đầu tiên nó như thế nào. Ông ta đánh đập một đứa trẻ, sau đó thì ông ta rốt đứa trẻ đó vào trong một nhà kho. Và lúc này các bạn lại phải tìm một chiếc chìa khóa đỏ để chui vào trong ngôi nhà kho của ông ta. Chèo ra ngoài nào. Đó, nó bị rồi đây đâu. Sau đó thì mình sẽ lên trên này lấy chiếc chìa khóa đỏ đó. Ở đây thì mình sẽ phá luôn cánh cửa đi. Thank you.
Ok, va a vida de mi sechi en San Agente tú. Plus, okay. Less.
Tiếp tục nào. Đây là một tựa game thuộc của hãng Say Game. Rồi ok, tiếp tục nào. He's smarter.
Ok, tiếp tục nào. Tựa game thứ 8. Đây là một tựa game mình rất thích chơi. Và một tựa game mới ra. Ở đây thì mình sẽ nâng cấp cho hành bạt mũi này. Thêm 1. Ok. Nhân 2 là nhân 3 đi. Cái này chia 2 thôi. Đấy, nhân 2. Cộng 2. Rồi, let's go. Ok. Khá là nhiều muỗi. Wow. Này chia cho 1 nhân 2 cộng 80. Ở đây thì mình sẽ đi kiểu này. Ok. Nhân với 3. Tiếp tục nhân 3. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. West 44. Ôi, không nhảy được rồi, lại phải lại thôi. Oh my god. Mạnh quá là cũng chết ngay.
lại thôi. Cô lại ủ mạnh, sau đó thì mình sẽ chạy. Không được rồi. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hello, Libo, we are six. Let's go. Đây các bạn, tất cả phải tìm tất cả là đó là 16 đúng không? Sau đó thì các bạn sẽ chơi cái chiếc giỏ kia. Khi đủ 16 con thì các bạn sẽ chuyển sang chat thôi chung của tôi này. Còn thú bông, thú ba. Còn đây thì mình sẽ bỏ luôn cái giỏ đi. Để đâu nhiều rồi. Wow, không đứng đứng được vào cánh chim. Thôi nhả lại thôi. Đến gần một chút nữa. Khi bán rồi thì mình sẽ lại nhảy lên này nha.
rơi xuống đây rất khó nhặt luôn. Không biết nhặt kiểu gì đây. Có vẻ vào đúng góc gọi là chết rồi. Góc này không thể lấy được. Đó. Và các bạn sẽ phải tìm tất cả 16 con thú bông. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành với chapter 1 của tựa này. Nhưng mà con thú bông này rơi vào đây thì không lấy được. Thì lúc đó các bạn lại phải quay lại và chơi lại mà vừa rồi. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa tiếp theo. The Virus X. Khá là nhiều những món đồ. Oh my god, bỏ chạy không chạy được, tài thật. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng.
본 거지. 77 Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.